Chào mừng tất cả các bạn đến với hội sử dụng phần mềm 4C HAUI. Mình là Phạm Minh Việt. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm CATIA V5R20. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai lệnh, đó là lệnh Scaling và lệnh Affinity. Thì hai lệnh này nằm ở trong phần Transformation Feature. Thì các bạn có thể lấy nó vào Insert và Transformation Feature. Và đây là lệnh Scaling và Affinity. Hoặc các bạn chuột phải vào đây, các bạn chọn Transformation Feature. Đây. Và chúng ta vào lệnh đầu tiên là lệnh Scaling. Thì lệnh Scaling Definition này tức là thay đổi tỷ lệ của một khối cho trước dựa vào mặt phẳng. Thì trong đây có hai tùy chọn. Thứ nhất là vào Preference, tức là chọn mặt phẳng. Thì đây, mình chọn mặt phẳng này. Thì cái tỷ lệ nó sẽ vuông góc với mặt phẳng đã chọn. Giả như mình chọn đây, tỷ lệ đây, mình chọn tỷ lệ là 2. Đây, nó sẽ ăn vuông góc, tỷ lệ vuông góc với mặt phẳng đã chọn. Ok. Đây, mình sẽ thay đổi cái mặt phẳng đi, mình chọn mặt phẳng này. Đây, thì nó sẽ tỷ lệ vuông góc với mặt phẳng đã chọn. Ok. Và nếu như các bạn chọn âm thì nó sẽ đổi hướng ngược lại. Đây. Như các bạn đã nhìn thấy demo đấy. Ok. Thì đây là đối với hình trụ vuông, khối trụ vuông. Bây giờ chúng ta sang khối trụ tròn thì sao? Đây. Chúng ta vào scaling. Thì do là lệnh scaling này là thay đổi tỷ lệ của một khối cho trước giờ mặt phẳng, cho nên chúng ta phải chọn mặt phẳng. Đây, chọn mặt phẳng này, thay đổi tỷ lệ là 2 đi. Đây, các bạn sẽ nhìn này. Ok. Đây, thì nó đã thay đổi rồi. Và cũng tương tự, mình có thể chọn mặt phẳng khác. Đây. Và cũng tương tự cũng có thể nhập tỷ lệ là -2 thì nó sẽ bị ăn ngược lại. Đây. Thì đây là lệnh scaling. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với lệnh affinity. Thì đã chọn lệnh affinity. Thì trong phần affinity definition này sẽ có các tùy chọn là system, thì đây chính là hệ thống trục. Thì trong phần này có nghĩa là thay đổi tỷ lệ của một khối cho trước dựa vào hệ trục tọa độ. Thì ở đây có phần ocean, tức là gốc tọa độ. Thì ở đây các bạn nhìn thấy đấy, cái hệ tọa độ này là hệ tọa độ mặc định và mình có thể thay đổi nó. Các bạn có thể chọn vào đây là gốc đây. XY plane tức là mặt phẳng XY. Bây giờ các bạn chọn XY vào đây. X, đây là trục X. Đây, chọn trục X ra đây. Nó sẽ nhân. Thì tỷ lệ này mình sẽ đặt là bằng 2 đi. Tỷ lệ này bằng 0,5 đi. Tỷ lệ này bằng 1/2. Ok, đây. Đây. Và các bạn có thể thay đổi được gốc tọa độ. Đây, thay đổi gốc tọa độ. Thay đổi được mặt phẳng XY. Thay được trục X. Đây. Có thể hoàn toàn thay đổi được. Và các bạn chọn. Và cũng tương tự các bạn có thể chọn bằng âm. Âm có nghĩa là chiều ngược lại. Đây. Như vậy. Ok. Đây. Thì đây là đối với khối trụ. Còn đối với khối tròn thì sao? Thì chúng ta sẽ thực hiện nó. Thì mình cho này là về 1 đi. Cho các bạn nhìn thấy sự thay đổi. Rồi chúng ta vào Affinity. Thì ở khối tròn
Do là khối tròn cho nên là gốc tọa độ là nó để mặc định cho mình. Các mặt phẳng này mình cũng có thể thay đổi khác đi được, tùy các bạn. Đây, trục x thì nó cũng mặc định cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nhập tọa độ vào thôi. 2 trừ 2. Rồi, trừ 2 nó sẽ đổi ngược lại. Thế thì mình cứ cho nó là 1 phần 2 trước đã. Rồi, ok. Đây. Các bạn thấy sự thay đổi của nó chưa? Chúng ta có thể sửa nó. Đây. Thì cái này nó cho bằng, mình cho bằng trừ 2 đi. Cái này cho bằng 1. Cái này cho bằng 2, ok. Đây. Thì trên đây là toàn bộ phần hướng dẫn của hai lệnh Scaling và lệnh Affinity. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.